Hoa táo mèo rầm rập chạy từ vùng núi Tây Bắc xuống Hà Nội bán không kịp trở tay. Đây là thời điểm mà những cây táo mèo lại bắt đầu nở khắp các triền đồi vùng Tây Bắc. Năm nay, một chơi loài hoa này lại tạo một cơn sốt ở Hà Thành. Cây táo mèo hay còn gọi là sơn tra, cây chua chát, trước đây mọc tự nhiên trong những cánh rừng ở vùng núi cao, nhiều nhất ở tỉnh Sơn La, Yên Bái và Lào Cai. Quả táo mèo được bà con đồng bào Mông thu hoạch đem bán để ngâm rượu, ngâm mật ong, đường. Do đem lại hiệu quả kinh tế nên một số người Mông đã nhân giống cây táo mèo ở vườn nhà hay cánh rừng gần thôn bản để tiện thu hoạch. Thế nhưng hiện nay không chỉ quả mà hoa táo mèo cũng mang lại nguồn thu cho bà con miền núi. Hoa táo mèo được thu hoạch mang về thủ đô đem bán chạy không kém gì hoa mận, hoa lê. Hiện hoa táo mèo được bán theo bó, mỗi bó gồm 10 đến 15 cành với giá dao động 85 đến 100.000. Chị Nguyễn Bích Thảo, một tiểu thương chuyên bán hoa táo mèo ở Hà Nội cho biết, theo dân trí, trung bình mỗi ngày chị bán ra thị trường hơn 100 bó hoa. Ngày cao điểm có thể lên tới 300 bó. Hàng nhà tôi chủ yếu nhập từ Sapa, do hoa ở đây người dân chủ yếu trồng bán lấy cành. Còn ở Mù Căng Chải thì người ta chủ yếu là trồng bán quả. Thông thường mùa hoa táo mèo sẽ bắt đầu từ tháng giêng cho đến hết tháng 2 âm lịch, chị nói. Thông thường để hoa táo đến tay người tiêu dùng mới lỡ, chị phải cắt nguyên cành còn nụ từ trên Sapa, sau đó cành sẽ được bó gọn và vận chuyển theo đường xe khách về Hà Nội. Để phục vụ khách, ngày nào nhà tôi cũng nhập hàng về bán mà vẫn không đủ cung ứng, bởi tính ra so với các loại hoa khác, táo mèo vừa rẻ, vừa đẹp, vừa chơi được lâu, chị Thảo nói. Khi những cơn rét mùa đông qua đi, chỉ đợi những cơn mưa xuân lất phất là lũ hoa táo mèo bắt đầu thi nhau hé nở. Hoa táo mèo khi bung nở ra thì đã nhìn rõ năm cánh với nhụy vàng xen kẽ màu nâu, hoa màu trắng ngà chứ không trắng tinh như hoa mận, hoa mơ, hoa lê. Hoa táo mèo mang vẻ đẹp tự nhiên bình dị như người thiếu nữ Mông trên những nẻo đường Tây Bắc. Cứ đến độ tháng 3 dương lịch, những cây táo mèo đồng loạt trổ hoa và chỉ nở rộ trong khoảng 20 đến 30 ngày rồi dần dần lụi tàn, rụng rơi khắp núi đồi. Theo một tiểu thương bán hoa táo mèo ở Cầu Giấy, táo mèo là loài dòng hoa hấp dẫn bởi khi hoa nở sẽ cho màu trắng muốt, hương thơm, lộc xanh, nhìn là thích. Cũng như hoa lê, hoa mận, hoa táo mèo cũng độ bền cao, chơi được lâu, dễ chăm sóc nên được các thượng đế ưa chuộng.